Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin. Yêu thương thay đổi lòng người. Ở Indiana, Hoa Kỳ, có một người đàn bà bị kêu án về tội ma túy, mại dâm và tham gia tổ chức cướp giật. Tại tòa án, chị tỏ ra bướng bỉnh, cố chấp trước những lời buộc tội. Khi bị giam trong nhà tù, chị còn có thái độ hung tợn đối với những tù nhân khác, đến nỗi người ta quyết định biệt giam chị. Không ai có thể đến gần chị được, và để bảo vệ cho các nhân viên tại trại giam, chị đã bị xích tay. Trong dịp đi thăm các phạm nhân do một nhóm truyền giáo tổ chức, cô Clement đã xin phép được nói chuyện với người đàn bà ấy. Phạm nhân bị xích tay luôn chau mày, trợn mắt và không ngớt những lời chửi rủa. Clement đứng yên lặng thật lâu, không nói một lời. Cô nhìn người đàn bà ấy một cách trìu mến và thân thiện. Thấy phản ứng khác thường, người đàn bà hung dữ trong tù cũng thôi không la hét nữa. Lúc ấy Clement nhẹ nhàng bước tới, ôm nhẹ đôi vai của bà ta, rồi hôn lên má người tù. Một không khí hoàn toàn khác những ngày trước đây. Bà ta im lặng thật lâu rồi khóc nức nở. Bà gục đầu vào vai Clement. Một lúc sau bà mới nói được mấy lời. Từ khi mẹ tôi chết đến nay, đây là cái hôn trong sạch nhất mà tôi nhận được. Và từ ngày hôm đó, mọi sự đã biến đổi. Chị không còn bị biệt giam nữa. Nhưng cái biến đổi quan trọng nhất, đó là tâm hồn của người đàn bà với số phận rất khắc nghiệt ấy. Tâm hồn của chị đã có tình yêu của Chúa Giêsu ngự trị. Hơn lúc nào hết, đây là giai đoạn chúng ta phải bày tỏ tình yêu của Chúa một cách cụ thể qua lối sống của mình. Biết bao những tâm hồn đau khổ vì tội đời đang cần những cử chỉ khả ái, những lời an ủi, những sẻ chia chân tình. Có lẽ không cần ta phải nói thật nhiều, nhưng cần chúng ta sống thật nhiều. Không cần những hô hào khoa trương, song cần những công việc âm thầm mang thật sự ý nghĩa. Giăng nhất đoạn 4 câu 12 chép rằng: chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Amen.